nào không? Nhưng mà Linh nghe gọi lắm. Là chị với anh bằng tuổi luôn hả? Không, nhưng mà chị vẫn là chị, anh là qua 88 rồi. Cuối 87. Chị chắc nhìn ra mình chóng mặt. Nhìn chị để mình ra chóng mặt nhưng mà mấy năm trước là có làm ở trên lầu 2 không chị, hay là làm từ dưới nhưng mà chị như chưa cắt cái sau thế chị ghế nhiều ghê luôn. chị chưa mở nó chắc còn không chắc lâu ấy, nữa là làm đèn một ngày còn mấy tiếng thôi.
xã hội mà hay chị, nhà nào ngồi nhà đấy, không có chạy không tung được. Hay là cái ca nào ra chỗ nào là người ta dập chỗ đấy. Chị thấy mấy đường chính là nó dạy ra nhưng mà nó cứ hẻm. Người ta là tụ tập bình thường. Mà nói vậy chứ em thấy đi ngoài đường đầy người chẳng đeo khẩu trang gì hết. Chuyên về cái gì á là làm về một cái thôi chị. Chẳng qua trước khi mà chưa bị dịch á thì là em sẽ quay nhiều nơi, nhiều người khác nhau. Còn bây giờ chị người ta nghỉ hết rồi.
sẽ có nhiều người xem chứ, thấy có ma nào xem. Không phải, đó là do mình không biết cách sao mà ông Hàn Quốc nha, ông cũng để người ta mình quay một cái về là đầy đường thôi mà được mấy triệu lượt xem. Vì người Hàn Quốc người ta xem, các bên Hàn Quốc không có cái đó. Ở Việt Nam mình thì cái đó là giống như bèo á, thì nó không có thu hút lắm. Còn bên Hàn Quốc thì cái đó có không có, nó thu hút hơn. Đâu mà mấy triệu anh, hình như cả mấy chục triệu, cả trăm triệu rồi. Ừ, nên mấy triệu. Mình chưa đến thời điểm thời đi. Cái cụ của em còn tình cờ này, em vào video, em quay một cái video tình cờ nó được 10.000 lượt xem. Chục triệu thì chắc chắn người ta phải bật quảng cáo rồi.